Ông Tư nói trúng quá, đúng rồi, không còn cái gì mà không trúng chân thật. Những cái gì vừa qua rồi là trúng hết, không còn chân thật. Cho nên Đức Thầy mới nói là chưa là với kẻ chẳng ưa, nghe chứ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Biết hết trơn trọi, không có cái như là cái nào không biết hết. À, như vậy thì Đức Thầy nói cho chúng ta biết đó hen, là thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong bá tánh chẳng ưa đi khùng không? Không có thừa một câu, hay là khuyên trong bá tánh chẳng thừa một câu nữa mà. Như vậy chỗ này là ta cho bá tánh bức tranh vô hình, tất nhiên là bây giờ đã có cái bức tranh hết rồi, nhưng mà chừng nào mà quý vị mà thấy hình nữa hen, thấy hình nữa tất nhiên là lúc đó coi như là sấm vang đó nghe, thì lộ bản vàng đó là thấy hình rồi đó nghe. Sấm vang thì lộ bản vàng, tới chuyện nó lộ ra rồi bắt đầu lúc đó là thấy hình thiệt rồi đó nghe. Chư nhu thế giới khắp tràn tới thi, chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của bám mới ly kỳ mong đơn. Chừng đó mới trời ơi đất khởi mang khổ hình gì bởi chẳng tu, lúc đó thấy hình. Mà tới chừng thấy hình đó thì Đức Thầy nói chừng thấy máu đào chúng mới chịu tu. Tới đó tu không có kịp rồi, thấy không? Ráng lo tu trước khi nước cuốn, ráng làm lành lúc chẳng tay ưng, đừng đợi khi gặp cảnh thay lương mới hối ngộ, không có phương nào kịp. Cho nên bây giờ là tu còn kịp, còn lúc đó rồi nếu để trời sấm nổ gian thinh rồi đó nghe, thì eo bá tánh ăn năn đá muộn rồi. Hai câu có danh từ chiếu manh, nhưng mà hai đoạn thì nó nằm trong hai chỗ. Một chỗ thì cái bài Để Chân Đất Bắc mà Đức Thầy viết vào năm Canh Thìn năm 1940 và đầu tháng Giêng, thì còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp toàn cầu có ghé một nơi, thì đó là nằm trong cái bài Để Chân Đất Bắc. Còn cái câu kia đó là ngồi buồn dân gặp chiếu manh, người ta cho bá tánh bức tranh vô hình á, thì nó nằm trong quyển 3. Quyển 3 tất nhiên là cái quyển sanh giảng, là cái quyển mà Đức Thầy viết vào năm 1939, có 612 câu. Nhưng mà giờ đồng đạo hỏi qua cái ý này, cái vấn đề mà chiếu manh, thì thôi bây giờ trình bày nó tùy theo mệnh đi, chứ bây giờ hai cái này mà đem để mà mình so sánh á, thì nó dường như nó không có ăn. Nó không có ăn. Không có ăn là một bên kia đó thì thuộc về là cơ. Còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp toàn cầu ó ré một nơi, nhìn xem châu ngọc chiều mơ sao đời, không sớm tách trời cõi mê, để đến việc thảm thế thế thảm, mắt hoàm trần tường lãm bi ai. Mà ở đây là trong đoạn này của bài Để Chân Đất Bắc á, thì nó thuộc về việc cơ. Còn cái đoạn kia đó thì ngồi buồn dân gặp chiếu manh á, ta cho bá tánh bức tranh vô hình á, thì nó thuộc về lý. Nó thuộc về lý. Cho nên một bên cơ, một bên lý, mà Đức Thầy bảo cho chúng ta biết chừng nào bổn đạo hiểu thông thiên cơ, đạo lý để làm mới thôi. Thì coi như là chiếu manh bên kia nó thuộc về cơ, mà chiếu manh bên này nó thuộc về đạo lý. Cho nên bây giờ nếu mà nói qua cái đại loại cái ý của cái vấn đề ngồi buồn dân gặp chiếu manh, thì bây giờ ngồi buồn dân gặp chiếu manh tất nhiên là một cái từ ngữ gọi là tứ tự thành ngữ. Mà tứ tự thành ngữ đó, ngồi buồn gặp chiếu manh, tất nhiên là trong cái lúc khổ, trong cái lúc buồn mà chúng ta gặp được một cái chiếc chiếu manh, là cái chỗ nó quý không thể tưởng tượng được. Như trong lúc mình đang buồn ngủ mà bây giờ chung quanh thì bây giờ là gò nóng, hầm hố, nước nôi đủ thứ chân trời, mà bỗng nhiên có một cái chiếc chiếu manh coi như là chảy như vậy đó, là quý vị mình thấy cái này nó quý bằng cỡ nào, thấy không? Nó quý ngay trong cái chỗ đó thôi. Mặc dầu chiếc chiếu manh nó nhỏ, chiếc chiếu manh nó không có giá trị, mà nó giá trị ngay trong cái chỗ như là bùng nước, là chỗ như là không có chỗ nằm mà mình lại có được cái chiếc chiếu manh, thì nó quý là quý ngay trong chỗ đó. Đó. Như vậy thì ở đây muốn nói tất nhiên là giữa vào trong cái thời kỳ hạ quân mạt pháp, lúc coi như là cái con người chúng ta đang khổ, khổ vì chiến tranh, khổ vì vật giả, khổ vì đói khát, coi như là không biết bao nhiêu những cái khổ nó dồn dập lên cái con người của chúng ta. Bỗng nhiên có một cái vị Phật ra đời để cứu độ cho chúng sanh, thì cái này như là ngồi buồn gặp chiếu manh, đang lúc khổ mà lại gặp được cái như là ông Phật ra đời, một vị cứu tinh cho nhân loại để cứu vớt mình ra khỏi cái cảnh khổ ấy. Có phải là ngồi buồn do gặp chiến manh không? Tất nhiên là giữa vào trong thời kỳ này khổ nhất là lúc Đức Thầy ra đời, trong thời kỳ năm 1939, nào tật dịch,
dịch, nào là binh đao, nào đói khát, nào chiến tranh, đủ thứ trơn trỗi. Cho nên Đức Thầy nó mắt nhìn kỹ Mão vừa qua, là Đức Thầy nó năm 1939 á, là lúc đó coi như là đói khổ, không biết bao nhiêu những cái cảnh mà chẳng như trên. Rồi bây giờ đó là qua một cái từ như trên, đó là ngồi buồn, dân gặp chiếu manh ha. Nhưng mà cái câu sau đó nghe, câu sau nó có hai ý nghe đồng đạo. Bây giờ tôi nói bây giờ hai ý, mà trong ý đó nó cũng có cơ, mà nó cũng có cái đạo lý chậm. Bây giờ hai cái ý sau đó là ta cho bá tánh bức tranh vô hình. Thì bây giờ quý vị mình thấy bây giờ đó là bức tranh đó, bây giờ quý vị mình thấy cái ngôi Tam Bảo đó. Nào quý vị mình nhìn kỹ coi như là có phải là bức tranh không? Ta cho bá tánh bức tranh vô hình, tất nhiên là cái khuôn Tam Bảo, cái ngôi Tam Bảo bây giờ như người ngoài ta, ai ta nhìn vào nó cũng giống như là cái tấm tranh. Nhưng mà vô hình, tất nhiên là vô vi, thay vì chùa là phải thờ tượng cốt, phải thờ coi như là không biết bao nhiêu tượng Phật. Nhưng mà đối với Phật giáo Hòa Hảo chỉ có tấm tranh thôi, vô vi vậy thôi. Nhưng mà thập phương Phật, thập phương Pháp, thập phương Tăng có đủ hết. Phải không đồng đạo Úc? Ta cho bá tánh bức tranh vô hình, tất nhiên là cái chân lý vô vi của Đức Thầy, chứ không có gì chân đổi. Chân lý vô vi của Đức Thầy là Đức Thầy nói ta là kẻ vô hình, hữu ảnh, ẩn sát phàm, dình đạo Thích Ca, hay là vô vi chánh đạo. Hỏi người ơi, tất nhiên là không có hình tướng, không có mà sắc tướng thanh âm, tiên dẹp gác, âm thanh sắc tướng, tầm vô vi kiếm cảnh niết bàn. Như vậy thì cái chân lý coi như là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa để lại là cái chân lý vô vi. Rồi hôm nay Đức Thầy cũng chấn chỉnh lại cái chân lý vô vi đó, mà Đức Thầy chỉ để cho người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta thờ một cái ngôi Tam Bảo thôi. Mà ngôi Tam Bảo đó hình tượng giống như bức tranh, nhưng mà vô hình, tất nhiên là vô vi, không có gì hết trơn. Đó là ta cho bá tánh bức tranh vô hình, tất nhiên là cái Tam Bảo mà chúng ta đang thờ, là một ý nghe. Bây giờ đến cái ý thứ hai. Ý thứ hai nữa là ngồi buồn dân gặp chiếu manh, ta cho bá tánh bức tranh vô hình là chúng sanh đang khổ trong thời kỳ hạ nguyên mật pháp này. Rồi bây giờ Đức Thầy biết chúng sanh đang khổ, cho nên Đức Thầy mới tìm cái con đường cứu khổ cho nhân loại. Nhưng mà chốn sơn lãnh bây giờ mù mịt, cho nên dân dạy chẳng nghe lời, không ai thấy, không ai biết, mù mịt dạy không nghe lời. Bây giờ chưa thấy nó thời không tin, mà Đức Thầy đã vẽ cho mình thấy hết rồi. Ta cho bá tánh bức tranh là Đức Thầy vẽ hết cho mình thấy, nhưng mà bây giờ chưa thấy, nó thời không tin nên đâu, không tin. À, như vậy bây giờ Đức Thầy vẽ cái gì đây? Đức Thầy mới vẽ cho mình thấy ngang. Đức Thầy nó là vẽ hình, rồi lại vẽ mây, vẽ tranh thiên tạo, bồng lai cảnh tình, lại thêm vẽ phù sanh cõi tạm, dắt hồn người hắc ám khỏi mang. Có vẽ không? Đây là bức tranh Đức Thầy vẽ hết trời. Rồi Đức Thầy mới vẽ coi như là bây giờ đó là trên năm non rồng phụng tốt tươi miền bảy núi, mà sao báo quý hay là gừng lâm cây đã thấy ngày nay mà ruột năm non có các đại. Chờ đợi con hiện nôi tục cổ tới thời thượng cổ điểu hòa mai, lại Đức Thầy vẽ hết trơn. Vẽ hết trơn luôn cho mình thấy là bức tranh đó, nhưng mà vô hình chưa thấy. Có bức tranh rồi là trong cuốn toàn bộ sấm thi giáo lý Đức Thầy có vẽ cho mình hết. Nhưng mà vô hình tất nhiên là chưa xuất hiện. Vậy thôi chứ có gì đâu. Vô hình là chưa có xuất hiện hình tướng thôi. Mà bây giờ cái nào đã Đức Thầy đã có vẽ hết rồi. Đức Thầy vẽ coi như là lưu ly hộ phách mấy tòa đại cung nè, làm như là vẽ trước mặt cho mình thấy tôi chứ. Lưu ly hổ phách mấy tòa đại cung, dành cho kẻ lòng chung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tư, liên qua đua nở nụ cười, nước tôi lương đóng chào người chân tu, thấy không? Tèn nó coi vẽ cái cảnh này hết biết im hơn hơn. Thế gian thoát chốn ngục tù, thần tiên hiệp mặt thì cù quá lâu, người mắt nhìn thấy thần thông biến quá, Đức Di Đà hiện chó hạ quang, rồi Việt Nam là giống hồng bàn không còn hung bão, lăn lòn như nay rồi dòm khắp chốn gục bay chơi giỡn, dân hai lòng hết bẩn cùng điên, rồi thiên cơ biến ảo diệu quyền, hiệp chung tam cẩu với miền trần ai. Vẽ hết, đây là bức tranh. Bức tranh Đức Thầy nó vẽ cho mình thấy trơn trọi là có tương lai sao sao này, coi như là nước dưng lửa cháy, ông năm chèo nổi dậy, hùm beo tay tượng gắn gít gì kia, nó đủ thứ trơn trọi, vẽ hết rồi. Nhưng mà con cái vô hình thôi, tất nhiên là chưa thấy, chưa có hình. Cho nên Đức Thầy nói là chốn sân lãnh bây giờ mù mịt, cho nên dân dạ chẳng nghe lời, hay là chưa, bây giờ chưa thấy, nó thật không tin. Giờ nó đuôi vậy nè. Bây giờ coi như là hé rồi. Không. Bây giờ Đức Thầy đã vẽ ra hồi năm 1939, người ta chưa thấy. Mà bây giờ coi như là dán màn bí mật, rồi lộ chút cơ quyền, rồi bây giờ nó thấy chút đỉnh rồi.
Bây giờ quý vị mình biết ha, mình tất cả các tôn giáo bên kia đó, với cái người ngoài, với cái người mà ở thành phố cho nó lo mà kinh doanh sự nghiệp, bây giờ thấy tu dữ lắm luôn chị Út ơi. Ta tin Phật giáo Hòa Hảo mình dữ lắm, tin rồi chứ không có còn gì nữa. Nó ông Tư nói trúng quá trúng rồi, không còn cái gì mà không trúng thật thật. Những cái gì vừa qua rồi là trúng hết, không còn chứ. Cho nên Đức Thầy mới nói là chưa là với kẻ chẳng ưa nghe, chứ người tâm đạo biết thừa tới đâu, biết hết trơn trọi, không có coi như là cái nào không biết hết. À, như vậy thì Đức Thầy nói cho chúng ta biết đó hen, là thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong ba tánh chẳng ưa đi cùng không, không có thừa một câu, hay là khuyên trong ba tánh chẳng thừa một câu nữa mà. Như vậy chỗ này là ta cho ba tánh bức tranh vô hình, tất nhiên là bây giờ đã có cái bức tranh hết rồi, nhưng mà chừng nào mà quý vị mà thấy hình nữa hen, thấy hình nữa tất nhiên là lúc đó coi như là sấm vàng đó nghe, thì lộ bản vàng đó là thấy hình nữa nghe. Sấm vàng thì lộ bản vàng, tới chuyện nó lộ ra rồi bắt đầu lúc đó là thấy hình thiệt rồi đó nghe. À, chịu nhiều thế giới khắp tràn tới thi, chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của báo mới ly kỳ mau đơn. Chừng đó mới trời ơi đất khởi mang khổ hình gì bởi chẳng tu, lúc đó thấy hình. Mà tới chừng thấy hình đó thì Đức Thầy nói chừng thấy máu đào chúng mới chịu tu. Tới đó tu không có kịp rồi, thấy không? Rắn lo tu trước khi nước cuốn, rắn làm lành lúc chẳng tay ương, đừng đợi khi gặp cảnh thay lương mới hối ngộ, không có phương nào kịp. Cho nên bây giờ là tu còn kịp, còn lúc đó rồi nếu để trời sấm nổ gian thinh rồi đó nghe, thì eo bá tánh ăn năn đã muộn rồi, tới chừng thấy hình rồi làm sao tu. Cho nên Đức Thầy mới nói câu này, ta cho bá tánh bức tranh vô hình. Tất nhiên là cho mình bức tranh đó, là cuốn toàn bộ sấm thi giáo lý đó nghe nó, là bức tranh vô hình tất nhiên là chưa thấy. Tới chừng mà thấy xuất hiện rồi đó thì sắc sơn tiếng nổ, quy cổ diệt kim, cửu cửu y nhiên, tình duyên tham báo, đổ máu tuôn rơi, khùng mới nói chơi, chưa ba ngàn cục. Đó là thấy hình. Thôi về cái câu hai câu giảng này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin hết ý đi. Và xin trả lại cho vấn chủ và ý kiến quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.